Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, ông đã giành được 3 chiếc vô địch FIFA World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970, đồng thời trở thành cầu thủ duy nhất làm được điều này. Pelé là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Brazil, cường quốc bóng đá, với 77 bàn thắng sau 92 lần ra sân. Ở cấp câu lạc bộ, Pelé là chân sút hàng đầu của Santos với 643 bàn sau 659 lần ra sân. Trong thời kỳ hoàng kim của Santos, cầu thủ vĩ đại đã dẫn dắt câu lạc bộ giành cúp Copa năm 1962 và 1963 cùng cúp Liên lục địa năm 1962 và 1963. Pelé sinh ra trong một gia đình nghèo và đã viết nên một cuộc đời như phép màu bằng chính tài năng và sự nỗ lực của mình. Chính phủ Brazil từng vinh danh Pelé là báu vật quốc gia. Được hâm mộ trong bóng đá là vậy, nhưng về đời tư, ông hoàng này lại có nhiều lùm xùm gây bàn tán. Bản thân huyền thoại cũng từng thừa nhận mình ngoại tình nhiều lần, hay thậm chí không nhớ chính xác số con cái mà mình có. Chính vì thế, có người còn bị ông nhất quyết không nhận làm con. Thật sự là tôi đã có nhiều người tình, một vài cuộc tình có kết quả là những đứa trẻ, nhưng mãi sau này tôi mới biết tới chúng, cố huyền thoại người Brazil thành thật chia sẻ. Đó chính là trường hợp của Sandra Regina Machado. Bà là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Pelé và cô phục vụ phòng Anisia Machado. Mối tình này diễn ra chỉ 2 năm trước khi ông lấy người vợ đầu tiên, Rosemary Chonbi Nascimento. Song, chính vì Pelé không thừa nhận con gái mà bà Sandra đã phải tốn nhiều năm trời để kiện chính bố đẻ của mình. Pelé từ chối nộp mẫu ADN, nhưng 5 năm sau đổi ý và kết quả kiểm tra năm 93 cho thấy rằng ông và Sandra có quan hệ ruột thịt. Vua bóng đá Pelé nộp đơn kháng án trước khi chính thức chấp nhận con năm 1996, khi Sandra 32 tuổi. Năm 1998, Sandra viết sách kể về nỗ lực chứng minh Pelé là bố đẻ, chia sẻ lại chuyện tình của bố mẹ. Cuốn sách có tên Người con gái mà ông vua không muốn. Cùng với viết sách, Sandra là ủy viên hội đồng thành phố Santos, nhưng qua đời ở tuổi 42 vì ung thư vú khi đang ở nhiệm kỳ thứ 2 năm 2006. Pelé không dự đám tang của con, chỉ gửi vòng hoa đến viếng. Trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư vú vào năm 2006, bà Sandra vẫn hy vọng một ngày nào đó vua bóng đá Pelé sẽ tử tế hơn với gia đình bà. Octavio Neto, con trai của bà Sandra, tiết lộ di nguyện của mẹ là được thấy anh này liên hệ trở lại với ông ngoại Pelé. Mong muốn này cuối cùng đã thành hiện thực. Hôm 29 tháng 12, Octavio cùng em trai Gabriel Nascimento xuất hiện tại bệnh viện để ở bên Pelé trong những khoảnh khắc cuối cùng của ông. Mỗi gia đình đều có những tranh cãi của riêng mình, chúng tôi không phải là ngoại lệ. Nhưng thời điểm này, sự đoàn kết và tình yêu quan trọng hơn tất cả, Octavio chia sẻ. Được biết, những người thân khác của vua bóng đá Pelé cũng chào đón anh em Octavio. Đây là điều mà bà Sandra muốn chứng kiến khi sinh thời. Ngay trước khi qua đời, Pelé đã hoàn thành di nguyện của bà Sandra. Pelé kết hôn với người vợ đầu Rosemary Dos Reis Chonbi năm 1966 và ly dị năm 1982 sau khi đã có 3 người con. Trong 16 năm chung sống, huyền thoại Brazil liên tục ngoại tình. Sau khi đưa cả gia đình tới New York, Mỹ năm 1975, Pelé và Rosemary sống ly thân. 3 người con Kelly, Edinho và Jennifer sau này kể lại rằng, kể từ đó, bố ít hiện diện trong cuộc đời của họ. Suốt 16 năm chung sống với vợ đầu, Pelé liên tục dính vào những vụ ngoại tình. Cô bồ đầu tiên của ông là Lenita Kurtz. Họ ở bên nhau chỉ một thời gian ngắn sau khi Pelé kết hôn. Năm 1968, cô nhân tình này sinh cho vua bóng đá một cô con gái tên là Flavita. Chính vì Pelé không quan tâm đến gia đình nên người con đầu của ông mới trở nên hư hỏng. Con trai đầu của Pelé chơi bóng rổ, bóng chày và bóng đá trong thời gian cả nhà ở Mỹ. Edinho cũng cố gắng nối nghiệp bố nhưng chơi ở vị trí thủ môn cho Santos năm 1990. Năm 2014, Edinho bị tuyên án 33 năm tù giam vì rửa tiền và buôn ma túy. Mức án sau đó giảm xuống 13 năm. Năm 2019, con trai huyền thoại Brazil được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật học viện bóng đá trẻ của Santos, 2 tháng sau khi được chấp nhận thi hành án tại nhà vì cải tạo tốt. Đến năm 1981, mối tình của ông và người đẹp Susa Meneghel được báo chí đăng tải. Thời điểm này, Susa mới 17 tuổi, còn Pelé đã 41. Ông sử dụng quyền lực của mình giúp cho người đẹp này phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình. Năm 1982, Pelé ly hôn vợ đầu. Ông tiếp tục gắn bó với Susa cho đến năm 1986 mới chính thức đường ai nấy đi. Năm 1994, ông kết hôn với Asiria Nascimento, một nhà tâm lý học kiêm ca sĩ hát thánh ca. Ở cuộc hôn nhân này, Pelé không ngoại tình và cùng vợ đón một cặp song sinh, một trai và một gái. Tuy vậy, cuộc hôn nhân này vẫn kết thúc vào năm 2008.
Đến hiện tại, Pele vẫn đang chung sống với người vợ ba của mình, nữ doanh nhân gốc Nhật Bản Marcia Aoki Sibele. Được biết, Pele và Marcia gặp nhau vào giữa những năm 1980 tại New York, Mỹ. Thời điểm đó, ông đang trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu. Trong mắt Marcia khi ấy, Pele là người đàn ông lịch thiệp và thừa nhận bản thân cũng rung động, nhưng cả hai chỉ giữ mối quan hệ là hàng xóm mà thôi. Năm 2008, sau khi cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ, ông quay về căn hộ của mình ở Sao Paulo thì tình cờ gặp Marcia trong thang máy. Lúc ấy, ông độc thân, còn bà lại đã có chồng. Tuy vậy thì một năm rưỡi sau, Marcia ly hôn và lại lần nữa gặp Pele trong một chiếc thang máy khác. Lúc này, họ mới nói chuyện với nhau nhiều hơn và nảy sinh tình cảm yêu đương. Chúng tôi gặp lại trong chính chiếc thang máy năm xưa. Tôi nói tôi đang sửa sang lại căn hộ. Khi đó cô ấy đã ly dị chồng. Cô ấy mời tôi ghé thăm nhà của cô ấy và tôi bắt đầu cảm nắng cô gái người Nhật này, Pele kể lại. Có vẻ như thang máy bỗng nhiên trở thành chứng nhân cho chuyện tình cảm lần này của Pele. Những câu chuyện xã giao vụn vặt từ thang máy đã giúp họ dần dần trở nên thân thiết hơn và tình cảm cứ thế nảy sinh. Bất chấp khoảng cách 25 tuổi với vua bóng đá, Marcia nhận lời hẹn hò với ông từ năm 2010 và tiến tới hôn nhân vào năm 2016. Đến hiện tại, cuộc hôn nhân này của cặp đôi đã được 6 năm. Bà Marcia là một doanh nhân điều hành công ty xuất nhập khẩu thiết bị y tế. Họ chính thức hẹn hò vào năm 2010 và quyết định kết hôn vào năm 2016 sau khi hoãn cưới nhiều lần vì tình trạng sức khỏe của vua bóng đá. Cuộc hôn nhân này của cặp đôi đã được 6 năm. Pele dù có tuổi nhưng vẫn rất lãng mạn, thường xuyên giúp đỡ vợ việc nhà cho tới ngày ông nhập viện và không còn quay về được nữa. Ông chia sẻ, cả hai chúng tôi đều thích nhảy và chúng tôi thường cùng nhau khiêu vũ trong phòng khách. Tôi hoàn toàn mãn nguyện với người phụ nữ này. Mối tình đầu của tôi là một cô gái Nhật và mối tình cuối cũng như vậy.